Sau bao ngày mong đợi thì cái lô loa Berlin, một thương hiệu đến từ Pháp, dòng loa Bass 25 thùng cân thì đã về. Với dòng loa này thì phải nói là cái nội thất của nó rất là khủng và chất âm rất là hay. Công suất rất là lớn các bác nhé, công suất rất là lớn, công suất nó dao động từ 300W đến 600W. Thì như các bác biết thì với những dòng loa 30 thì em bán thì với những dòng loa 30 công suất của nó 300W một thùng đã là lớn rồi. Đây dòng loa 25 mà công suất 300W một thùng thì phải nói là công suất rất là lớn. Dòng này các bác có thể dùng ghép vào trong những phòng karaoke hoặc gia đình chúng ta sử dụng hạn 25 hoặc 30 mét vuông đổ lại các nhá. 25 hoặc 30 mét vuông đổ lại thì chúng ta hát bộ karaoke rất là hay. Tiếng của nó rất là sáng các nhá, tiếng rất là sáng và công suất thì nó rất là lực, công suất 300W trên một thùng. Mắc của nó là 600W. Với dòng loa này thì các em phải nói là đặt hàng rất là lâu các nhá, rất là lâu rồi thì hàng này ngày mới về. Với cái loa này thì nó rất là hay. Thì bao nhiêu ngày mong đợi thì cuối cùng lô loa nó cũng về. Chất âm của nó cực kỳ hay. Từ những cái thùng vách nó làm cũng rất là chi tiết các nhá. Bo cạnh thùng vách rất là chi tiết, thùng nó thùng cân các nhá, thùng cân. Thì các bác biết thì kênh của em thì với dòng loa thì em không bán nhiều dòng, chủ yếu là những cái hàng thương hiệu hàng chất thì em mới bán thôi, còn những cái dòng loa lẩm phẩm thì em không bán. Dòng loa này thì nó đến từ thương hiệu của Pháp thôi nhá, thương hiệu của Pháp. Gỗ của nó là gỗ ép chịu nước, các bác có thể là để nằm cũng được coi nhá, để nằm cũng được, hoặc là chúng ta có thể để đứng được coi nhá. Để đứng được thì em sẽ báo giá cụ thể với các bác sử dụng loa này. Thì này giá về số lượng về nhiều thì giá rất là tốt các bác. Mã là Q10 các nhá, Q10. Đây công suất của nó 300W đến 600W, có nhiều khoảng 8 ôm. Độ nhạy của nó là 95 dB. Đây thì nó có hai dẫn niêm chích, một đường vào đường ra, đường link các nhá. Các bác có thể cắm vào đường nào cũng được. Đấy, cắm đường nào cũng được. Với dòng loa này thì đây nó là Fren, đến một đất nước từ đấy là Pháp các nhá. Lỗ thông hơi của nó này, ở phía sau. Nói chung là thùng cân này thì các bác rất là thích. Từ những cái nước sơn của nó thì nó làm cũng rất là chi tiết các nhá. Đây thì em đã lau qua và thì nó bám bụi thì cũng đã lau qua các bác, nó vẫn còn những cái vết tích. Nói chung là không tránh được, dòng loa bãi không tránh được. Còn các bác nào thích thì có thể chúng ta bay lại một chút sơn thì nó sẽ đẹp các nhá. Còn đâu để nguyên này thì em nghĩ là cũng rất là đẹp rồi. Này, loa em đã tuyển chọn rất là kỹ. Đây các bác để ý nhá, từ những cái nhập thùng của nó làm cũng rất là chi tiết, nhập bằng nhôm rất chi tiết. Thì chúng ta sẽ về cái nội thất của loa thì em đã tháo được căng ra để quay cho bác xem để các bác đỡ phải chờ lâu. Đây chúng ta có thể nhìn thấy cái màng của loa thì nó có những cái kẻ như kiểu caro thôi nhá. Với gân của nó là gân 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 vải các nhá, gân vải tầm dầu, gân hai sóng. Có những dòng gân hai sóng thì tiếng đánh của nó, tiếng trống đánh rất là sâu thôi nhá, rất là sâu. Đây, chúng ta có thể nhìn vào cái nội thất của loa. Khi mà mở nội thất của loa rồi các bác có thể nhìn thấy thì bên trong của nó phải có nó. Ê, ê. Rất là nặng đâu nhá. Giờ bác chờ em chút. Đây chúng ta có thể nhìn thấy cái phân tần của loa này. Tháo hộ cái ấy này, cái nhà các nhìn có nhìn thấy phân tần của loa này. Phân tần của loa thì phải nói là phân tần của nó đúng là dòng loa Tây, các bác nhìn thấy phân tần của nó quá khủng khiếp luôn. Đấy. Nó sử dụng một sử dụng dòng này là phân tần rối các nhá, phân tần rối. Các bác nhìn có rõ không ạ? Đây em sẽ quay các bác nó sẽ cụ thể hơn. Đây. Đấy. Ôi, phân tần quá gấu luôn. Phân tần của nó thì các bác nhìn này. Đấy. Các bác có thể nhìn thấy thì đây cái phân tần của nó là cái cuộn cản rất là to các nhá, sử dụng hai cuộn cản rất là to. Thì các bác thấy nó quá khủng khiếp rồi, đối với dòng loa 25 mà nhìn thấy cuộn cản của nó quá to. Sử dụng ba cái chở nhôm các nhá, ba cái chở nhôm, ba chở nhôm và hai quả tụ đen nữa. Chung là phân tần rất là to. Đây cái từ của loa đây các bác nhá. Beckley Audio các nhá, Beckley Audio với đây. Một thương hiệu đến từ Pháp các nhá, đến từ Pháp. Đấy. Các bác biết thì với cái từ của nó thì từ rất là nặng. Ở đây chúng ta sử dụng nó, sử dụng cái xương của nó thì dùng ở 4 xương thôi nhá, 4 xương. Dòng này là xương gang đúc các nhá, xương gang đúc. Đấy. Với cái nhận của loa thì nhận của loa bây giờ nó màu nó cũ đi, nhận là nhận 5 sóng thôi nhá. Đấy, nhận 5 sóng. Hàng thì các bác có thể nhìn thấy cái keo của nó vẫn còn zin hết luôn. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy cái gân, cái keo côn cũng như là cái keo của nhận thì nó vẫn còn zin hết các nhá. Hàng này em bao zin hết các bác. Đấy. Bao zin. Và ở trên 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 đây nó có sẽ có số xe gì các bác nhá, số xe gì. Đấy, số xe gì cụ thể.
kết nhất cái phân tần của nó cơ mà nhá, phân tần của nó cực kỳ khủng luôn đấy. Dưới này còn một cụ tụ nữa nha, con này đấy. Phân tần quá khủng luôn, phân tần thì bằng quyền vỏ luôn nó nhá. Đấy. Và cái bông tiêu của nó các bạn để ý nhá, bông tiêu của nó thì cái bông này là bông bông màu trắng dạng như là bông thủy tinh đó nhá. Đấy. Dạng bông thủy tinh. Chúng ta sẽ tìm một phần check của loa. Check của nó cũng có số xe gì này vẫn nguyên thôi nhá. Tem này thì check của nó cũng rất là nặng thôi nhá, check nặng này. Đây là hai cái chạm của loa này, hai chạm của loa đó, hàng cực kỳ chất. Và giá này thì số lượng về nhiều thì em sẽ có cái giá cực kỳ tốt cho các bác nhé, giá 5.500.000 các bác nhé, 5.500.000. Thì các bác đặt hàng các bác chỉ cần liên hệ số máy cửa hàng em theo số máy 0385 2228, phải nói là cái lô loa cực kỳ là chất luôn các bác nhé, cực kỳ là chất, tiếng bao hay. Thì em sẽ ngày mai em sẽ test cho các bác cái chất âm của nó, chất âm nó cực kỳ là hay luôn. Đấy, đối với các bác sử dụng một đôi loa này, các bác sử dụng hát karaoke với không gian phòng chúng ta tầm 3m² đổ lại thì nó rất là hay, và ghép bộ karaoke nó chỉ tầm 10 triệu đổ lại các nhá, 10 triệu đổ lại các bác đã có bộ karaoke 10-11 triệu. Đây các bác nhìn thấy cái dâu của nó cũng keo, cái cũng nguyên zin hết nhá, nguyên zin hết. Đấy, giá thì phải nói là giá giật mình, giá này thì thực ra là bọn em bán thì nó lợi nhuận gần như là rất là thấp thôi nhá, đôi loa này em bán lợi nhuận rất là thấp, bởi vì trong lúc này thì bán muốn bán cho các bác những cái dòng loa nó chất và với giá thành nó hợp lý để các bác chơi. Đấy, bởi vì là thực ra là cái mùa này làm ăn nó cũng khó khăn, đấy, mùa dịch nên là các bác làm ăn nó cũng khó khăn. Thì em có lấy được lô loa này về thì em bán cho các bác giá gần như không lợi nhuận, không lợi nhuận luôn. Rồi, rất là cảm ơn các bác đã theo dõi video, em sẽ kết thúc video ở đây. Thân ái chào tạm biệt các bác.